Đấy. Đấy, hello, xin chào tất cả mọi người. Thì sau 4 ngày, mấy ngày thì mình đi gia đình mình bỏ tiền cũng mua, vợ mình cũng mua lương thực và nước, và mình cũng tiếp nhận được hơn 30 xe, 30 nguyên anh bà con Thanh Hóa là 39 xe. Mình đã phát được hết cho đến những vị trí cần nhất. Đấy. Thì hôm nay thì mình có dịp về đúng quê hương của mình. Quê hương của mình đó là huyện Trấn Yên. Ở nơi mình sinh ra thì là làng Tân Long, thì mình mới sát Đầu Thịnh với huyện Trấn Yên là bị ngập nặng, gần như nặng mà nó khó đến nhất, bởi vì là hôm nay mới có dịp về. Đấy. Về đúng hôm nay phát gạo cho những hộ gia đình bị ngập nhất, chứ không mà mình có không về quê thì các cô các chú bà con ở trên này lại nói hôi chết. Hôm nay là bảo xã này. Anh là nhà Cường Dây. Đấy. Anh ở đây một xe gạo gọi là mấy tấn nhỉ? Xe gạo của đoàn mấy tấn nhỉ? 4 tấn 50 cân anh ạ. 4 tấn 50 cân. Đấy. Là của đoàn mình đây em đang quay video đoàn mình. 4 tấn đoàn là xã Định Tăng. Dạ. Ở xã Định Tăng. Xã Định Tăng. Huyện Yên Định. Tỉnh Thanh Hóa. Nói chung là thành bà Thanh Hóa chắc phải vạn, phải hơn 200 xe lên trên Yên Bái thì mới biết. Còn 4 tấn 50 cân gạo với 22 thùng Farmi. Đấy, 22 thùng Farmi. 9 thùng nước tương. Rồi là tôm. 22 thùng. Em gái cũng ở trong đoàn Thanh Hóa luôn. Đúng rồi, đấy em. Đấy là đây là quê hương con sinh ra lên đây. Từ hôm nay con cũng về đây được. Con thay mặt những người nhận được quà của đoàn mình với mọi người rất là cảm ơn tất cả mọi người đã ghé thăm về phát quà, mọi người này bảo về đây quê hương của Huấn để phát gạo. Rất là cảm ơn. Thứ nhất là đây là anh Cường, hôm nọ đó là anh Cường Dê, nhà hàng Dê Ninh Bình, thì hôm nọ đã có lên một xe lương thực rồi, nhưng mà hôm nay anh ấy lại bảo anh gạo anh ấy để nấu ăn cho khách hàng, thì anh ấy lại trích ra 2 tấn anh chở một xe lên, thì hôm nay là về tận đấy, đây xe của anh 35 đây, anh Cường. Ninh Bình. Thanh Hóa, anh em Thanh Hóa đi xe to. Đấy, mình tiếp đón được nhiều nhất. Cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm, những đoàn từ thiện trên toàn quốc. Đấy, cảm ơn bà con Thanh Hóa, cảm ơn tất cả các đoàn từ thiện đã về Yên Bái. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ mình đi phát cho mọi người đây. Nó tắc đường giao thông ấy. Đang ở trong kia. Đang ở trong kia.
Đây cái đoàn này bây giờ người ta chưa biết đi đâu này. Đấy, anh dẫn mọi người. Bây giờ chỗ nào cần thiết nhất thì anh dẫn đoàn Thanh Hóa. Bây giờ đoàn đi theo anh. Đây mấy bác là cán bộ xã đây. Đi Tí nữa là thiếu người khác. Tí có xe đấy, bạn điều về đây. Tôi gọi ông, tôi lên.